Tôi Quy Tài Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi vùng rừng chết trôi dưới biển, và ở trước mặt tôi thì đang trăng đang lên đấy, ở dưới biển thì đang trăng đang lên quá trời. Đấy. Vừa có bóng điện và vừa trăng đang lên hé lộ. Rồi, thì để tiếp tục là tôi sẽ tiến hành vào phía dưới nơi vùng lên chết trôi dưới biển, và đây sẽ đi tiên tại này. Đó, quá trời, ở trước mặt tôi thì một bầu trời đen thui đó. Thì ai là quen để mà tạo lại các gì ở đây đó, thì đã cho về quá tiền tài, quá rực rỡ 19 đó, quá trời miền Nam, miền Trung, miền Bắc gì. Và ở đây thì tôi đang tiến về phía dưới đây sẽ lên thiên này, của mình chết trôi thì rất là lên thiên, và điều gì sẽ đem đến. Rồi, thì tâm linh rất ơn ngọc, thì ai lập về để mở tờ lại, thì tôi sẽ tiến hành về phía dưới đây. Rồi, nơi này thì cũng có cái bụi rậm này, đó bộ. Rất là tối, dưới đây rất là tối. Đường xá thì đá, toàn là đá rồi, dấp một cái là tè tôi luôn. Rồi, nơi này đời sự linh thiêng, và cũng như đem đến tiền tài, và cũng như có các gì ở đây quá là linh thiêng nó. Rồi, thì tâm linh rất là ở góc, thì ai cái lọc lên để mà ta lẽ qua trời đã chiều về 19 đặc biệt di tâm linh luôn. Và tôi đang tiến về phía dưới đây, thì chỗ này ở dưới được nước này là nước rồi đó, nước rồi. Những chỗ này thì đang đọng nước lại. Bị điện thui có sẽ chết hay không, mũ đó vẫn còn đó, là nổi dây gà đó. Rồi, trời hôm nay cũng hơi có lẽ là sắp sửa có động lại, và trời đang hơi gió gió. Những khe nước này thì đang động lại, động nước lại đấy. Đó. Rồi, thì nơi những của mình chết trôi dưới biển đầy sự linh thiêng. Đó. Chết trôi là rất linh thiêng. Những người chết oan, chết ức thì đều là sự linh thiêng. Nhưng ở đây trời hôm nay nước cũng đang nước hơi cạn rồi đấy. Hồi bữa thì nước vào đây, nhưng mà ngày hôm nay thì nước hơi cạn rồi. Ở phía ngoài kia là sóng đàn gỗ đây đó, đó. Thì tôi đang đi dạo một tí. Đây là nơi biển cả, của mình trôi rất là linh thiêng. Đấy, và
nước nè, quá trời nước luôn. Đó, nước đây. Đây là những nơi ở dưới hốc đá thôi. Đá trồng trần quá trời, đi đi sơ hở một tí là sẽ té ngã. Đó, thấy nước không? Rồi, để tiếp tục cô sẽ vào phía bên trong để mà đặt đồ và lên thương. Thì chỗ này cũng rất là đẹp rồi. Đấy, đá trồng trần và xếp lên đấy. Thì chỗ này đứng để mà chụp hình cũng rất là đẹp luôn, quá là view rất là cao rồi. Nhưng mà ở đây, đây sẽ lên thiên tại này. Đó, kinh khủng. Thì tôi sẽ tiến hành về phía dưới. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi chương vô đọc phía dưới mình. Rồi, thì tôi sẽ tiến hành về phía dưới đây. Thì nơi này đầy sự linh thiêng quá trời. Khi hôm bữa thì tôi đang ngồi ở nơi này và rất linh thiêng. Đó, có các chị đây đã hiển linh và trứng đã đứng lên quá trời. Thì ai lọc đây để mà tờ lại các chị ở đây. Đó, rất nổi dây gà luôn. Và điều gì sẽ đem đến ngày hôm nay cũng như có các chị đây. Thì để mà tiếp tục tôi sẽ có những chút đồ đạc này để mà tờ lại. Rồi, thì tôi cũng có một chút đồ đạc này để mà trả lời. Rồi, đang có một chút tiền vàng bạc này và bánh trái. Rồi, thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi. Và ở đây tôi đang có một chút bánh trái này để mà tờ lại. Đó, thì ai lọc đây để mà tờ lại các chị đây này. Và điều gì sẽ xảy ra cũng như điểm đến đây. Nơi này thì tối om, đó, rất là tối luôn.
rồi đèn đó, thì tôi sẽ lên hương nữa là xong. Thì có các chi gì ở đây đang hiện hữu đây, thì để mà tôi đang đặt đồ. Rồi, trứng gà đây. Trứng này quá to luôn. Trứng gà giống như mà trứng trứng ngỗng. Rồi, thì có một chút tiền vàng bạc. Tiền vàng bạc và bánh trái. Và để trả lời đó, nơi vùng linh này, chiếc trôi này, dưới biển này, thì tôi đang hồi nãy đang quay thì dưới biển đó, và tôi sẽ lên hương. Thì sống xe mai chưa đăng ký kênh, nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và ở đây đây sự linh thiêng, thì tôi đang trả lời thế này. Thì ai lập đây để mà ủng hộ trả lời các chị ở đây. Và điều gì sẽ xảy ra đây? Cái bao gì tôi không biết nè. Nói ốc cục à. Đấy, mũ nón còn yên nguyên. Cái mũ kìa. Quá trời. Thì ngày hôm nay hơi gió động lại rồi. Trời hơi gió. Ở dưới này mà gió lên thì thổi bay hết. Đó, đèn không thể sáng. Và ở đây, và ngày hôm nay thì cũng có bánh trai này để mà thể lễ đó, đã cho với tiền tài, quay được rỡ, may mắn đó. Và để tiếp tục thì thôi, hôm nay Nam Mô Phật, thì ngày hôm nay cũng có chút bánh trai tiền vàng bạc này để mà trả lời các chị ở đây. Đất đai diễn trạch, thanh quan bổn sứ, bạch mã thái giám, quan trang quốc lý, thượng tướng đất đai, và các vị chích trôi, chích nổi, chích bơm, chích đạn, chích đường, chích xe. Và ở đây nơi Thủy Long Hà Lai Đồng Điện, Ân Lai Thủy Mộc và Hà Bái Đại Dương, Vua Thủy Đại Dương, Mộc Triều Đại Dương và Hai Xe Thủy Phủ ở đây, các chị ở đây đang hiện hữu ở đây, thì trứng này sẽ đứng lên. Đó là có các chị đang hiện hữu và tại nơi này thì hiển linh. Cái nhịp độ rột ở sau ta thì trứng này sẽ đứng lên đó, và cũng như tiền tài, tài lộc, may mắn, và có các chị đang chứng giám, cũng như trứng này sẽ đứng lên, đó là hiển linh và đang ở đây. Rồi, thì để tiếp tục thì tôi sẽ cho trứng gà này đang đứng ngay tại nơi này, ở nơi biển cả mênh mông bát ngát ở đây. Và điều gì sẽ đứng lên đây? Đó, thì một lát nữa. Rồi, thì bắt đầu thì tôi đang đặt đợi. Mũi đang bù. Đó. Quá trời mũi luôn. Thì để tiếp tục tôi sẽ đặt trứng gà này. Và bắt đầu thì có các gì ở đây. Hiển linh thì trứng này sẽ đứng lên. Không không. Và vẫn chưa đứng. Không một. Nghe rồi. Không hai.
hiện tại đang gió hiu hiu. Hỏi 03. Không bốn. Vẫn chưa. Không năm. Vẫn chưa đứng. Không sáu. Có các chị ở đây thì đang ở đây thì trưng này sẽ đứng lên. 07. Vẫn chưa. 08. Không chín. Vẫn chưa đứng đây. Số 10. Rọc rọc ở sau ta. Hồi bữa thì ếch nhái đang kêu. 11. Mười hai. Vẫn chưa đứng. Mười ba. Mười bốn. Vẫn chưa đứng. 15. Mười sáu. Vẫn chưa đứng. 17. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Vẫn chưa đứng. Hai mươi mốt. Hai mươi hai. Hai mươi ba. Rồi thì hiện tại 23. Đấy, 23 đã cho dựng đứng trại này. Thì có các chị đang hương hữu ở đây và đang ở đây và đã cho dựng đứng 23 đó. Tới lúc 23 rồi. 23, 32. Đó, quá trời ở đây. Và đang hiện hữu ở đây đã cho dựng đứng ngày hôm nay, ngày mai đấy. Ngày 27 và ở đây đang đứng 23. Trứng này đang lúc đứng 23. 23, 32 thì lập mua quế số miền Nam, miền Trung, miền Bắc đó. Và cũng như trong trứng gà này luôn. Và ở đây có các chị dị đang hiểu hiểu và đang cho dựng đứng tại này. 23 và 32 thì ở đây iClock để mà tờ là các chị đây. Và cũng như tâm linh rất ơn ngọc thì tôi đang đốt tiền nhận bạc này để trả lại và cũng như cho các chị đây để hưởng chút tiền nhận bạc này.
Như trời. Rồi, quá linh, quá linh ứng luôn. Nãy tiền y nhiên bạc thì để mà lạnh. Rồi, ai cái lọc đây để mà trả lời các gì đây? Thì tâm linh rất là nổi với gà. Nơi vùng linh chích trôi này rất linh thiêng. Gì ở sau nhất nè. Rồi, thì ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi và cũng như đăng tại nơi vùng linh chích trôi này. Đấy, thì tôi đang đốt tiền nhận bạc này. Thì đã xong rồi.